Đây, hôm nay đi du lịch Vinpearl, hoàn cảnh quá tuyệt vời luôn, quá đẹp. Đây, cuối tuần khách đông. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đang vào cổng ra phòng chờ. Bên đang chờ cát nè, làm người ổ bánh mì lốt bụng. Đẹp luôn. Trời ơi, quá đẹp. Quá đẹp. Xin chào các bạn, mình là đâu? Vinh Ba Lan. Xin chào. Có muốn tắm? Ai để số điện thoại của tôi thank you.
Yeah.